Kính thưa các bạn, mình đang có mặt tại chừng núi Cấm. Và trên cái chuyến đường của mình đi tìm những cái câu chuyện tâm linh ở vùng Tắc Sơn mấy núi này. Và mình phát hiện ra một cái căn nhà bỏ hoang. Mà ngôi nhà này mình nghĩ chắc chắn là bỏ hoang rất là nhiều năm. Mà cái ngôi nhà này nhìn vào từ bên ngoài, nhìn vào cái cảm giác của mình gây cho mình những cái kiểu gì rất là rùng rợn. Và ngày hôm nay mình sẽ đi vào cái ngôi nhà này để mà khám phá bên trong có những cái câu chuyện tâm linh như thế nào mà khiến cho chủ nhà phải bỏ đi như vậy. Mà trước khi đi vô cái ngôi nhà này thì mình sẽ đi tìm những cái người dân xung quanh đây để mà hỏi thăm về cái tiểu sử của ngôi nhà này, tại sao bỏ hoang như vậy. Và cô chú anh chị đồng hành với mình trong video ngày hôm nay nhé. Người đó thay mà một người còn lấy có hai vợ chồng qua ở là cũng có ở được. Nó lợi mắt nó bự bự nó chạy đi luôn, hai vợ chồng nghĩ xin bỏ luôn cho đi luôn. Trời ơi, vậy là nhà đó là mấy chủ rồi ở không được luôn. Ừ, hai chủ, ba chủ, hai chủ rồi, xin hai chủ. Ngày nào cũng qua ở được, biết làm sao, sao đi vậy, biết làm sao. Ôi, hèn gì con đi ngang qua lại con thấy bỏ hoang lâu lắm rồi đó. Đúng rồi, lâu rồi, chắc ở được có một năm vậy đó, đi bỏ luôn. Nhưng bà con thấy là bà hay cho con hỏi là cái nhà đó là bỏ hoang được lâu chưa hả bà? Lâu rồi, lâu rồi, lâu lắm rồi. Là bà có biết lý do tại sao mà bỏ hoang không? Người ta nói ma, người ta ơn được. Tàn ơi. Là... anh con một đứa con nó nằm bên đó, nó con nó khóc mỗi ngày luôn, khóc đêm luôn, khóc không được. Cái rồi nó hai vợ chồng nó dọn đi là biết ở trên như sao, mình không biết ở bên nào mà sẽ đi bỏ như thôi. Yeah. Nhưng mà ở không được, nhưng mà cái chủ nhà người ta nói là gặp ma hả bà? Ừ, biết mà sao mình không biết nữa, mà ta nói gấp mà mình đâu có biết. Nhưng mà ở xóm mình có ai gặp gì không? Ừ, sao nữa, có người xin ở này làm cái vòng này nè, hai vợ chồng nè, rồi nó ngủ bằng đêm cho nói như có má nó hôm qua thay mắt một bự gì nè, rồi nó chạy đi luôn. Nhưng mà con thấy là cái nhà đó cắt lên rất là kiên cố và chắc chắn nha, nhà cũng có tiền khá giả lắm á. Đúng rồi, ông đó ông kêu ông tưng gì đó, ông sương cái ông sương đó, cái chú đó là hai người chồng đó, một đứa con, một con nó khóc đêm nào cũng khóc hoài vậy đó. Mà cái chú đó cũng người Khmer mình luôn hả bà? Không, cơ người Kinh, người Việt. Nhưng mà Kinh mình đó mà cũng biết tiên miên rảnh đó ông đó. Nhưng mà tính ra cái nhà đó là lâu chưa hai bà? Lâu rồi, vài năm rồi, cũng 10 năm rồi. 10 năm. Nhưng mà bỏ hoang được nhiều năm rồi. Đâu có được đâu đó, chừng 2 năm mà ông bị bỏ luôn. Tính ra cái thời điểm là mười mấy năm nay là bỏ hoang rồi. Tại vì con đi ngang con thấy cái nhà ở đó thì không có cửa nẻo, con thấy nhà rất khác là khang trang, nhưng mà người ra vợ ra ai cũng dòm ở vậy. Cũng nhiều chủ vào ở được. Tình mua đó giờ ta không dòm mua làm sao đó. Yeah. Rồi mình bỏ gì đó. Thí dụ như mình đi vô đó rồi có sao không bà? Đi đâu đi coi đi, tôi bằng đêm bằng hôm mà bằng ngày nó vô được, mấy nít nó đi vô đó coi được, mà còn bằng đêm nó không dòm đi. Trời ơi, bằng đêm là gặp ma luôn hả bà? Ừ. giờ bà hiện tại hay bằng ngày là bà dám vô không? Tôi không cần vô đâu, ở đây tôi không cần vô đó. Hồi nào mà tôi già cỡ này rồi tôi qua ở đây, có lúc mà tôi ở đây hai mươi ba mươi, bây giờ tôi sáu mươi mấy rồi, 67 rồi, tôi có cần vô đó, sợ luôn. Ngày cũng không ai ít đi đó. Vậy ở xóm mình luôn ha bà? Ở xóm mà mình đi mai này, còn nhà đó ai có vô đâu, không có vô. Ở xóm mình không ai dám bén mảng lại gần luôn. Trời ơi, chắc có cái gì ở đó hả bà? Không, ta nói ma mà bằng ngày mình không thấy nó đi đâu, không thấy nó bằng đêm mình nói mà thôi, còn bằng ngày mình đâu có thấy ma gì đi đâu. Nhưng mà con hỏi bà là đó giờ bà có gặp ma lần nào chưa? Không. Nhưng mà mình có tin là có ma không? Mình ít không tin đâu có được, bằng gì ta bỏ nhà làm chi mà không thấy gì, ta đâu có bỏ nhà mình. Chắc có chuyện vì trong ngôi nhà hả bà? Có gì mình ta bỏ. Mà nhiều trường hợp nó bà ơi, con nghe này, nhiều trường hợp là nhà mà xây dựng lên bị những cái người xây dựng người ta thư yếm vì cũng ở không được luôn đó bà. Còn nói gì nó ung không rung mình á, không biết làm sao mà đó người ta cũng mua người tin mình làm cho đó, chứ đâu có người miên đâu mà biết. Bà kể bà cũng sợ nữa ha bà. Tại ngồi nhắc lên ngôi nhà bà còn quéo nữa. Bởi vì mấy nhà ở được, hai cái nhà xa ngoại đó có một cái nó được đập bỏ hay đó là cũng ở được luôn đó. Vậy hả bà? Nhưng mấy cái nhà này khói nè, đắp ra nó có cái cầu mười người ta để đắp bán ở đó.
đó cũng ở được luôn con. Vậy là khu mà ở luôn, mấy người tin ở đó không được, chúng ta ra qua biết sao. Giờ đập ra rồi bán đất đó. Cái nhà cũng nhà tương cũng như vậy nè, mà giờ đắp ra rồi ai dám ở. Nhưng mà lạ cái là những cái nhà đó của người Việt không hả bà? Ừ. Nhưng mà người Khmer mình thì vẫn ở bình thường. Người Nam mình đó, Kinh đó. Cũng nhà đó người Kinh, nhà này người Kinh. Ta mở cắt lúc đó là ta làm công ty làm cái mạng mình đó, cái mạng mình xuống ở dưới đó, cái mạng nước đó. Bà vậy là ở đây trước đây nó có cái gì không bà? Mà ở đây là đất nước cô bà nè, mà không có thay gì, mà thay in là mình báo thay mà bác con của bác mình hồi trước thôi đó. Lúc đó là mình ở đây đó không có êm, không có sao. Còn mấy cái người khác lại qua ở đó mình biết làm sao, cắt nhà rồi ở không được thì bỏ gì đó con. Đó bà đâu có biết mà bà ở đây không thay gì đâu. Mà thay người tốt thôi thì cũng là ta cho mình mạnh khỏe thôi, không có sao. Con cũng dám thay, mình báo thay thôi, mình đâu có dám trước mắt gì đâu. Nó dám thay thì nó cái tóc nó vậy nè, cái mắt nó bự bự mà nói mà mình lúc đó là mình cho mấy người ở Sóc Trăng nó lại cắt lúa đó, lâu năm rồi đó, lúc đó là lúa cấy. Thế nó lại nói với cô, nói ơi đùi mấy người này ra đi, nó ỉa thùi quá đó, người ta nói vậy đó. Là mấy cái người âm người ta kêu bà hả? Ừ đó, mà đó là mình cô bác mình hồi trước mình chết ở đây đó, mình đâu có biết. Cái này cũng lúc đó còn có som nữa chứ không phải không có đâu. Som ở đây đó mà lúc trước đó ông chưa sanh ra đâu rồi đó, ngày mấy ông già nói thôi đó, vậy đó. À, ngày trước ở đây cũng là một cái phum rất là lớn. Ừ, rồi nhìn cái sự cố gì đó không, rồi chừng năm sau cái nhà chứ không lớn đâu, vì nó ở cũng có lộ mà lộ nhỏ thôi, không phải gì vậy đâu. Chắc ngày xưa ở đây hoang vắng lắm hả bà? Ừ, vắng lắm, không có người đâu. Lúc đó có dụng ừ, đất như vậy chứ? Có xóm nào dươi đó, ở hai bên nhà xóm kia ở hai bên nhà đó vậy thôi, chứ không có ở như bây giờ thiếu về nhà cửa. Nhưng mà con thấy trong cái thời đại hiện đại gì mà cũng nhiều cái câu chuyện ma, người bà con người ta gặp ma này kia quá hả bà? Đúng. Như cái thời xưa ít người thì mình không nói đi, mà đúng bây giờ cũng có. Lúc đó là mình ở trong sạch chết, mình đâu có ra ở đây, mà mấy người nó đi mua tháng gì ở bên sai đó. Dành ở đây nói bằng đêm mà đi không được, cái nó rào đường không cho đi. Đó mà không có người đâu, mà không có rào đó, cái này có ai rào đâu, mà tại mà nó làm gì thôi. Đó vậy đó. Đường này nó cũng khó lắm, lúc trước không ai dám đi đâu, mới có nhà vậy mới đi á. Tiền ơi, vậy là ở đây hồi ngày trước là ma dữ lắm hả bà? Cái nó làm ông tương với làm cho bư vậy đó, đó vậy đó. Ôi, nghe bà nói ớn như Tiền. Trời ơi, lúc trước ai mà dám đi con ơi. Mà buổi tối bây giờ người ta chạy có gặp này kia nữa không bà? Buổi tối á, bây giờ mình có nhà gì chắc không thấy gì đó. Không ha. Có nghe ai nói thấy gì không bà? Mà có mấy người nó te ở đây đó, tè nhiều lắm mà te không chết. À, giờ rất là nhiều vụ tai nạn ở đây nhưng mà không có bị nạn ở đây mà không chết. Yeah. Lúc trước đó là đi nạn chỗ này cũng có cái giếng nước mà ông nói trời ơi cũng chết luôn, xe nó đi lê treo lên vậy nè, cũng chết. Bên này cũng vậy, bên này cũng vậy mà chỗ này cũng vậy, thôi nhiều lắm, nhiều trăm lần rồi đó mà không chết người nào hết. À, có bị té nhưng mà không sao. Bị té nào không sao. Nhưng mà đặc biệt cái xóm của mình thì có những ngôi nhà cũng người Việt vô đây ở mua đất ở thì mà xây nhà lên. Ở bên đây bên kia nó chết đó, đi té bên đó chết hai ba người vậy đó. Ba người mà chết bên đây một người mà hai người luôn. Tuốt bên kia chút mà trên này mà nó té 100 người mà không có ai chết. Bà ơi, vậy là tính ra ở đây là xóm của mình là tới mấy căn nhà bỏ hoang là hả bà? Nhà của người Kinh mình ha. Cái xây nhà xây cửa lên là ở không được luôn, không gặp cái chuyện gì đó thôi. Không biết đâu, bây giờ nghe thằng ta nói vậy thôi, mà bây giờ mình cũng thay trượt mắt, bây giờ bỏ nhà này lâu rồi nè. Yeah. Lúc cặp mà cũng có lâu năm rồi, 15 năm, hơn 15 năm rồi chứ không phải ít đâu. Nhiều khi không biết cắt lên mồ mả của người ta ở dưới nữa đâu hai bà. Không, cái đó là có go, đó là go của ông này, có ma ta trốn bên đó nhiều lắm. Gò, mẹ gò đó đó là của bà cô bà mẹ của ông nhà tôi, bà cô chết lâu rồi mà ta co đây đó là xóm ta đó thiêu ma mà trốn ma ở đây nè.
chôn trên cái gò đất luôn hả bà? Ừ, cái gò đất đó, cái đất đó là gò đó, gò má không đó. À. Đó là vậy đó. Dạ con đã hiểu mà, cái câu chuyện à. Lúc đó mà mấy người cướp đó, mấy người lại chém chết đốt nhà đó, là lúc đó là có mấy người có bụng mười viên. Đó, nghe mà bà già tôi nói đó. À, người ta có bầu mắt hết đó luôn hả bà? Ừ, bởi vậy. Là cái thời bọn boss xuống nó sát hại bà con mình đây hả? Đó là mấy người là ăn cướp bằng đây mình không ai tiếp được. Bên đó có mấy cái nhà, tôi nói nãy mấy cái nhà đó, họ xóm nó nhỏ hả? Từ rồi nó là nó... Vậy là thời đang cướp? À, flanh thay mấy tay flanh. Ừ, cướp, à, nó là cướp đó. Vậy là cái thời... Chết, đốt nhà bỏ. Thời đang cướp dữ lắm hả bà? Ừ, lúc đó mình đâu có hay đâu, tôi cũng có sanh ra mà nghe bây giờ tôi nói. À, bà kể lại ha. Ừ, bà kể lại cho tôi nghe. Ở đây đó, không dám ở đâu, bây giờ lúc đó là cướp, giết người, đốt nhà, đó, vậy đó. Bà gì vậy là ở đây là chỉ có mấy đứa nhỏ là nó không có biết sợ này kia, là nó bây giờ cũng nhà đó thôi, còn người lớn là không có dám vào hay sao bà? Không, mày bằng ai gì mày lo lại đi chơi, đi lúc đó nó đi bẻ là tầm ruốc gì đó, nó có cây tầm ruốc bên đó đó. À. Nó đi bơ tầm ruốc ăn gì trái dưa bên đó đó, có dưa một cây gì đó, tôi bây giờ cũng không đi có gì. Nó lo bằng ăn đi bè bi bè gì bán. Thì con Lam Quang đây thì ngủ chơi chút với thằng chút nó đi ra ngoài làm. À, bà cũng còn đi làm ha, làm gãy ha. Đi đầu đồng nương. Phải bà ở không mà đi qua ngoài nhà đó chứ còn chơi hả bà? Ừ. Bà có gặp mình gặp được con ma gì không? Đây là tí là tí xíu nữa thôi. Mấy tí xíu nữa à, bà với tụi con, bà dẫn tụi con qua đó. Ui à, dạ bà. Đi đâu không? Con đi sở gì đó, có nhà đó, có cưa đó. Rồi bà dám đi rồi. Bà dám đi. Dạ con cảm ơn bà đi nha. Không sao đâu mà ngay mà còn la gì chứ, đi không có sao đâu. Dạ. Thay mày nít nó đi hoài ha. Mày nít mà lớn. Vậy là về đêm là dữ hơn ha. Đêm không dám ai đi đâu. Có ai dám đâu, người già cũng dám đi. Mà bên đó nghe nói là ma lắm đó. Dạ. Đêm. Con đêm không có. Má ngủ chung nó là nó thấy mình kêu nó dùng vô nằm ngủ bên mình luôn á. Trời ơi. Vô ngủ bên mình luôn á. Vậy em có vô đó ngủ rồi hả? Có không, người ta ngủ đâu, giao ngủ đó, chào tôi này nó. Trời ơi, mình ngủ ở đó mà nó hiện hình cái ngủ chung của mình luôn. Dạ, ngủ chung mình nó mắt màu trắng luôn á. Trời ơi. Dạ. Trời ơi, mắt anh bỏ cục luôn anh. Bởi vì ta bỏ nhà ta đi luôn hả? À, bên kia đập bỏ á. Cũng có nữa. Cũng có tại dài luôn á. Người đi ăn xin á, người đi nhậu xin á. Đi tại nó dài. Dài luôn á. Ma tay dài luôn hả? Dạ, có mà nó xâm xét bắn chết rồi. Xâm xét trời đánh quá nào, con ma đây ha. Nó đâu ma hay là quỷ ta? Có người ma chết trăm năm á, gần người Mỹ á. Nó cũng biết đó. Vậy ma người Mỹ luôn hả? Người Mỹ á, người Apport á. Apport. Vì chúng nào Apport á. À, khơ mai đỏ, dạ. Bon bót. Cái đâu, cái đó bon bót. Nó vô đó. Nó dắt ở đây nè, bên đó dạ, chết à. Nhiều người như đó. Dạ, rồi tới giờ cũng còn nhát bà con người ta vậy, mình ở đây vậy ha. Dắt thằng em đi tu rồi. Ờ, em của em hả? Dạ em của em đi tu rồi. Nó dạ. Đi ngàn cái nó thay đi bắt tôi nhai à, tôi nhai à, đi bán à. Nhà đi bán. Buổi tối á. Nó không có co, không có đầu đâu. Thấy có đầu mình thấy không? Mình không á. Rồi em của em sợ quá rồi đi tu luôn hả? Đi tu. Tu rồi. Ờ vậy là em cái vị sư là con của cô của bà ở đây rồi gặp ma rồi nên đi tu luôn. Không, cháu hả? Vậy là em của em gặp ma rồi từ không, ngày không, nó soi nhà rồi, nhỏ đó nhỏ. Tới rồi bây giờ nó lớn tuổi rồi nó đi tủ nhà chua à, vậy giờ chút xíu nữa mấy anh em mình đi bản thờ vô đó khám phá thôi ha. Rồi ok à, em tên gì? Tên Châu Tia. Châu Tia ha, giờ chút xíu nữa đi cùng Tia đi qua đó nha Tia. Dạ. Giờ mình sẽ theo chân cái em trai này đi qua cái căn nhà. Nghe người dân ở đây đồn đại là có nhiều ma và khiến cho chủ nhà phải bỏ chạy đi không có dám ở nữa. Thì không biết câu chuyện như thế nào, mời cô chú anh chị vô trong để khám phá cái ngôi nhà này như thế nào nhé. Gì em? Niệm Phật là không sợ ha. Em cho xin giỏi mít đấy anh. Em cho anh gửi cái này cái. Không để kẹp ghim đây để nó mít nó bị sống.
Rồi ngày hôm nay sẽ đồng hành với mình trong video ngày hôm nay. Là em thẳng dưới chân nha. Dạ. Một cái em trai ở đây là đã từng thấy ma và sẽ dắt mình vô căn nhà là đồn đại có nhiều ma và nhiều bà con người ta thấy được và khiến cho chủ nhà phải bỏ đi không dám ở luôn. Thì ớn nghe nha. Ớn thiệt luôn anh ơi. Ngày kể nãy giờ thấy quéo rồi đó. Quá đèn đỏ luôn. Lâu rồi, không ai ở. Nhà này người ta mướn, người ta ngủ một mình rồi, người ta bỏ đi rồi. Vậy là chủ nhà có mướn người vô đây ở ngủ nhưng mà bỏ chạy luôn? Dạ, bỏ đi rồi, người ta gặp á, ta biết. Là cái người được thuê vào đây ngủ là gan dạ lắm mà còn gặp luôn hả? Gan. Là câu chuyện bắt đầu như thế nào em có thể chia sẻ cho anh biết được không? Người ta ngủ hai vợ chồng á, rồi người ta ngủ chung ma, nó ngủ chung đó luôn á. Dạ thiệt á, ngủ trong mình luôn á, là sơ gặp bỏ đi luôn, không ngủ nữa. Là tính ra cái nhà này bỏ hoang lâu chưa em có biết được biết không? Gần 30 năm rồi. Nhà đi nhà này á, chắc mình gái mình xin phép hay đi vô em ơi. Dạ xin dạ, mình xin cái đi cái gì chứ có gì đó, vô luôn á. Có này cho con xin phép vào nhà đi. Vô đi anh, vô vô cái câu chuyện tâm linh như thế nào của chương trình. Rồi quá tàn ơi, cái hang gì đây quá tàn lầm mày, nhìn ra trước nè chứng tỏ là lâu năm dữ lắm luôn. Cái mày nước ghê không nha, từ từ nha. Dạ dạ rồi, mày nước sao nó ngã đây, ghê không à? Có cây mày nước cho nhà bên có một cái cây. Ủa cây này cây gì vậy ta? Cây gì ta? Cây này cây nào? Cây lá này nè. Cây lá giống như lá me gì đó. Cây gì không biết. Cây u mô hả ta? Phải cây u mô không ta? Có trái không? Không phải, nó có cái trái dài dài kìa. Rồi đợi lâu năm dữ lắm luôn, hàng gì cỏ. Dạ, lâu năm rồi. Chắc cái nhà này trước người ta cũng khá giả lắm ha. Dạ. Xây mấy chục năm về trước là kiểu như có tiền lắm luôn. Dạ. Chắc là chắc chắn là tới thời điểm này mà vẫn còn hơi găng nước hơi thôi. À, trước đây cái nhà này chắc cũng là một đại gia gì đó đúng không? Dạ. Chắc cửa đâu bị người ta gỡ hết hả ta? Ta lấy hết rồi. Ta dọn lại đi đâu hết rồi. Chắc chưa vậy chưa ngày phút mặt phút mày cho con xin phép đi vào bên trong ngôi nhà nha các chị, các ngày quan hỷ với anh em tụi con. Đi đây tới mục đích là thiện cảm chứ không có phá phế gì. Tại nghe những cái bà con người ta ở đây chia sẻ là đây có những cái hiện tượng người âm và gì đó. Nếu trong video này cô chú anh chị có thấy được những gì ở bên trong ngôi nhà này thì cho giúp cho mình cái bình luận này cô chú anh chị. Rồi mình bắt đầu đi vô nha. Yeah. Sao thấy em làm hơi nghiêm trọng với em? Lạnh. Lạnh ha? Dạ. Ê mà bước tới đây cái người mình nó gần gần. Ê cái gì? Hồn á? Đang cúng. Ủa cái đó là cúng gì em? Người ta ngủ á. Đang cúng hả? Đã. Ta cúng người gì á. Ôi, ta ngủ đựng, ta đi bỏ. Đây kiểu gì, nhà gì? Nhà tình thương hay nhà gì á? Bạn. Không, cái bạn là giúp trên cửa sổ. Đây là những cái quần áo gì là ta đi, ta bỏ lại đó ha. Dạ. Những cái hộp thì chai nước. Ổ điện còn. Bóng đèn. Cái gì ảnh của Bác Hồ. Anh muốn biết là anh ngủ một đêm anh là có thầy liền á. Dạ thầy liền á. Hồi nãy lúc mới vô á là nghe nói là chủ nhà có mướn người là đi ngủ. Ta mướn mua nhà này nhé. Mà ta thấy nhà này ngủ không được, ta nghi mua luôn. À. Dạ. Hay là cũng như nhiều chủ vào mua rồi nhưng mà ta chạy luôn ha. Dạ. Sợ cho thấy mình luôn á. Nếu mà không tin thì ai vô đây ngủ thử một đêm thì sẽ biết. Là biết ngay á. Có hào ha. Là mình ngủ ở đây nó ngủ chung mình luôn á. Thôi ngủ chung mình á, nó mình ngủ là nó dập đầu thấy mình cơm giờ mình á, giờ mình giống như mình gì đó. Vậy là thôi mình đi ngồi chứ thầy ngày vô chồng mình đi vô chồng để mình nghe. Dạ. Để cỡ anh lạnh luôn cái gì nữa ai mà thấy như vậy. Cửa sổ nhìn qua là cỏ không ngủ. À, vậy là nghe hồi tớ nghe bà nói á, là trên này là cái gò gì đó đúng không? Dạ.
mình có bước vô trong không sợ, không sợ. Đi học tu rồi không sợ. À em có tu học rồi hả? Dạ, tu học rồi không sợ. Mà em thường xuyên có gặp cái những cái hiện tượng như là tâm linh này kia không? Tâm linh có gặp không? Ông của con làm người thầy á. À, làm thầy bùa hả? Thầy mình á, thầy sư trong chùa hả? Thầy Phật á, ấy thầy nghiêm ma đi bỏ mình á, vô mình á. À chị kia đó. Đại khái là người giúp người trẻ con á. Làm á, đi coi người bệnh tặng bệnh gì á, người ta biết hết trơn. À, đại khái như người Việt của mình là kêu thầy bùa rồi đó. Còn người Khmer thì tiếng kêu thầy bùa, kêu bằng gì ta? Tạc ru. Chắc mình tham quan hay mình đi vô trong đi nha. Ở đây thì có một nhân hai gian phòng vậy quê. Đó có một phòng nữa. Phòng bữa nay em cảm thấy chắc nó là lạnh, nó tối thì sao anh? Đúng rồi, nó lạnh lâu hơn ngày, không có người vào. Những cái gác tùm lum cho anh. Sao mà lá cây bay vô là dữ lắm. Trời, con mèo. Dạ em. Ơi. Con mèo. Con mèo. Ôi. Con mèo đi. Đây mình vô cái phòng này. Đây có cái phòng phá cháy nè em đi. Dạ. Có cái phòng kho cái phòng gì phá cửa vậy? Chị không dám vô. Chị không dám vô hả? Không sợ. Ở dưới đây có cái mùi gì không ơi? Còn cái cửa đó. Có gì không? Cậu á. Nhà vệ sinh hả? Nhà vệ sinh á. Người ta bó thì sao có cái mùi nặng như ta? Mở cửa ra cái chắc xíu mình đóng cửa lại cho người ta để mưa tạt chứ. Nhưng mà sáng đi xíu mình ra mình đóng lại nha. Dạ. Đợi tới nhà vệ sinh. Dạ vệ sinh. Còn ở đây là cái một cái cánh cửa sao mà ta gỡ là gì ta? Ở trên này có cái vết gì tự nhiên trên nóc nhà có cái vết đỏ ấy đen gì anh? Ê sao cái cột kèo ở đây người ta làm ngộ ta? Đâu có nhau, đâu có hai khớp hả? Lạ quá. Anh ơi, em có nghe nói gì nè, nhà không nên có bốn cái cột, ý bốn cái kèo. Không biết nói gì đó, cái này nói nè, hai bên đều nói nha. Ở ngoài sao cũng vậy nè, sao ngộ nè. Người ta không xây liền cái này, tại vì mình hai trước mình mới quay ông chú kể về cái nhà mà bị thư yếm á. Anh có sợ không? Sợ lý do đó. Ê! Cái gì anh? Sợ bà ơi. Cửa là vậy? Em đóng cửa lại đi cho người ta. Thôi muốn đi làm em lấy giờ hai cái rồi lớn. Thôi bây giờ mình đi ra sau đi, sẵn mình đi. Dạ dạ. Mình dọn lại đi. Không nghe cả nhà, tại mình chút xíu mình sẽ quay chi tiết là cái cột kèo gửi cho để cho những cái cô chú anh chị, những cái người ta biết. Này là chỗ. Ê, lắng dạ. Tai nghe. Nghe chứng tiếng khóc. Em tiếng gì không? Có đâu. Hả? Nãy nghe gì đó. Chắc tụi mít con mình không có nghe có gì được á. Dạ. Để cho đi, cho gì em à. Gì em? Cầu á. Ủa thấy nay tự nhiên con mèo tự nó bay ra luôn hả? Dạ, con mèo nằm ở nó à, ngày luôn. Cái nào nó đẻ mày không? Có. Đấy, kẹt cửa nó có gì mà ơi. Kìa. À, dám gỡ không? Cái gì vậy? Cái kẹt cửa kìa, mẹ em dở kìa, em kéo ra. Không sợ. Đây nè, đâu đây nè. Cái nào? Kẹt cửa em gỡ ra, em lao ra. Ông nắm cái kia á. Có gì á? Hay là nó đâu nó đây mà núp trong đây ta? Ôi mà sao thường những căn nhà hoang có mèo dữ á. Dạ. Không biết luôn. Mèo cửa sao bị mở cho anh ta. Cái này là ngày trước là cái gian bếp nè. Gian bếp gỡ cho này. Còn bóng đèn rồi những cái bát chách gì các này các nghĩ là cái chỗ mà giống như thờ ông Tháo ông gì ở đây á. Mấy cửa này mục hết. Ủa cái này gì mà giữ thẳng trần? Mục nó ngước xuống đây hay sao? Ủa? Mà đâu có nước dài. Mà đâu có thấy gì ở trên đâu. Rồi cục nước. Gì có gì sao em? Ấy cái này là cái gì ta? Cái này cái cửa thì bị hư hết trơn cô chú anh chị. Lấy cái bơm ở đây có. Cái bông mà. Bông mà mình á. Ê, có cái tiếng gì mới phát ra mấy ông ơi. Ừ. Em có nghe cái tiếng gì á. Cái này là cái cửa hậu nhưng mà cửa sắt cái này chắc nghĩ là bị lấy hay sao á. Chủ nhà lấy hay là không biết chợ. Nhưng mà trên nóc nhà chủ nhà người ta lấy nhà lấy. Cái nóc nhà có những cái ký hiệu gì rất là lạ nha. Mà cái nhà này xây theo kiểu như mình thấy cái gì đó nó có cái gì đó nó ngộ lắm nha. Tại vì mình nghe những câu chuyện của cái chú mà kể về cái thư yếm nhà cửa kèo đột mấy đòn tay gì đó. Có cái gì đó khi mình bước vào đây nó là lạnh sao? Mình ở đây mình có
có hình dung được là cái nhà có bị thứ gì không? Dạ, thứ này ở ngoài sau là có một cái thùng nước rất là nhiều lăng quăng. Bình thường, bình thường không gì hết mà Vũ ngủ mình thấy nó liền á. Vậy là chắc là con nhà chắc trên cái gò phía tây ở bên đây có nhiều màu bản hay sao? Không, nhà gần mẹ đó, mẹ đó gần sao người già mình á, nhà đấy á. Sao em? Anh nói nhà này người ta xây mấy chục năm rồi á. Nhà này người ta xây gần người Mỹ đó, người ta bắn nhau á. Mấy chục năm rồi hả? Dạ. Nghe bà nói gì là trên cái gò này không có mồ mả này kia, nhưng mà lại là trên cái, bà nói là nhiều vong linh đó họ gom lại trên cái gò này. Đúng à, phải. Bà nói đúng rồi nè, ở đây có cái gò đất rõ ràng nè. Cái gò này trước nè, còn cái mảnh đất à. Giống như người ta cuốn cái nền lên luôn hay sao? Ê, cái đó cái gì mày? Thì trắng trắng là gì? Cái trắng trắng gì á? Ủa cái gì ta? Cái đó gì á? Giống như cục xương vậy. Ủa cái đó gì ta? Để giúp trắng gì? Cái đồ chơi điện tử anh. Dạ. Yeah. Lòng này á. Đi vô trong mấy cái chỗ này đi, cái trí tưởng tượng của mình nó phong phú luôn á. Dạ, tạ. À. Không nghe, cái này phải hay là nó quấy từ lưa cho nha. Đây. Sao có những cái đố kia nữa ta? Ha, à, mày lạ không? Nó có những cái đố chịu lại đó. Không nha. Không chắc cái mẫu nhà này hồi xưa người ông bà người ta mấy thợ mộc á, người ta thiết kế để cho nó chặn lại gió mái rồi hay sao? Giờ mưa giờ không biết nhưng mà thấy lạ lắm nha. Đúng không? Ờ, à, đó nhà em thấy thường thường để ý đâu có mấy cái để trên đó đâu em. Đâu có mấy cái đố chịu nữa. Nè mấy cái này nè. Đó. Không? Dạ. Yeah. Thường người ta để người ta phan xuống không, người ta bắt ốc bù lon con ván gì đó rồi là gọi à. Dạ. Nhưng mà cái phần này cũng nói nè, do cái cây thiếu cây hay sao á. Yeah. Hay là cái kiểu người ta xây dựng. Dạ, anh khám phá bên đó được không? Hả? Đi nhà ba bên kia á. Nhà gì? Nhà ba bên kia cũng sợ hơn. Nhà má bên kia nữa hả? Dạ, sợ bên này nữa. Bữa nào mình đi luôn anh? Rồi đi chắc không? Mình xong cái nhà này mình sẽ đi qua bên kia nha. Cô chú anh chị nhớ đón clip sau của mình nha. Dạ. Yeah. Giờ ở đây mình khám mà mình coi ngoài vòng vòng ở cái nhà có cái gì lạ lạ không? Dạ. Yeah. Những cái gì đó, những cái cây nè. Mà thấy lạnh không mà thấy uống rộng đỏ vô mũi chú chị. À uống rộng đỏ cái này là thấy cái này giống như cái chữ bùa chữ gì không ơi à, đúng không? Ừ, em thấy nó cái hạt nó có hai cái lần sẹt xuống nó giống một cái chữ nha, nó giống như một cái chữ gì đó. Cô chú anh chị nhìn ra cho mình cái hình tượng nha, xem như chữ tiếng Tàu vậy á. Dạ sao tót cái mùi lạnh như ta. Ê sao tót cái mùi hơi lạnh quá. Ừ, trong cái nhà này nó lạnh nè, bắt đầu lạnh nè. Nó có mấy cái luồng âm khí hay sao đó, nó lạnh. Nhưng cái này lâu ngày nó mục chân. Không, có cái cảm giác có cái hơi lạnh không? Hả, mục chân. Cái đồ dễ là còn, như đồ đạc hình như bị cũng sót lại. Nhưng mà người ta chắc mở cửa tá quát này chắc vô lấy đồ hết rồi. Vô đó thấy có thầy la lại không anh? Hả? Vô đó có thầy la lại không? Chỗ nào em? Thấy la hay thầy lạ? Lạ, lạ. À con mũi, hai con lạ chỗ nào em? Em nói lạ chỗ nào? Sợ. Còn đây. Sợ chứ, nãy giờ thấy. Sợ. Đứng tìm bây giờ mấy lần. Không, nãy giờ là nó cái gì đó nó. Cái phòng này nó sao không mày? Cái này thì cái phía trước cái phòng khách đây. Nó còn sót là cái gì hết, còn những ổ điện thì bị mối mọt nó ăn lên. Không, cái nhà này ngoài chủ nhà lấy đi rồi. Dạ, đi. Có bị trộm lấy cái gì nữa không? Không. Không, ta dọn đồ đạc người ta đi hết rồi. À, vậy là chủ nhà dọn đi hết ha. Dạ. Cửa nẻo rồi. Ta bỏ đất này người ta bán thôi. Ta bỏ đất người ta bán nhưng mà bán à. Không ai mua cũng không ở được hết. Dạ. Vậy là qua mấy chủ em có biết không? Hai ba chủ mua. Mà ta vô ngủ là ta sợ cái này ngay. Cũng lấy nhà về vô ngủ mà người ta không ở được luôn. Không được luôn. Đập bỏ xây nhà lại mới ngủ được. À. Lấy gì ông? Ông chùa đi niệm Phật lại mới ngu được. Ủa vậy cái này không lẽ là bị bùa yếm ta? Không biết. Trước đây thầy thợ yếm là có ảnh có nghe cái vụ mà ông chú ba ông kể không? Đúng rồi em. Là hồi nãy là anh nói là chỉ có nước là đập nhà ra cắt lại mới ở được. Theo em nghĩ là người ta bị bùa ngã hay sao em? Bùa thư yếm hay gì đó. Có thể. Nè hãy cột mà em nhìn thấy cũng lạ nãy giờ nè, đúng không? Tự nhiên nói hai khúc cột lên đó nè.
biết sao ngộ hết đâu. Nói chung mình không có gành này, cô chú chị biết gành cho mình lận danh video clip này cô chú chị. Dạ. Cái gì? Ô điện. Là em ơi, sẵn đây hôm nay em có nói là chủ nhà ngày trước là có ở cùng vợ con. Thì ừ, người dạ. ta gặp cái gì đó mà người ta mới nhiều lần gặp vậy là người ta mới đi hay sao? Ta ngủ ngủ hai vợ chồng ta, giờ ngủ rồi gần 5 giờ mình ngủ á, ngủ ngon á, nó vô ngủ dập đầu ngủ ngủ chung mình luôn á. Mà thấy đậu không à? Thầy ơi. Thấy đậu không à? Không có cái mình hả? Dạ không thấy mình. Nó vô cười mình luôn á. Là mặt cười với mình luôn. Nè, mình nằm dưới nó cười mình, nhìn mặt mình cười mình luôn. Trời ơi, ma không ma nam nữ em. Thiệt á. Ma ông già. Ông già hả? Dạ. Trời ơi, bởi vì cái này là người ta chắc có ai lơ vô xin cái gì hay sao nè. Dạ, người ta vô xin ngủ á. Vậy là chủ nhà. Dạ, chủ nhà người ta mua xin vô ngủ á. Người ta ngủ không được, người ta đi á. Còn cái thuốc này nhang đó nè. Chắc đốt cho mình cái. Đốt cái này rồi cho mình cúng ở đây một cái này. Em lại em cắm vô cái nhang á, mình mời các vị ở đây đi, cũng lâu ngày không ai vô đây để nhang khói cho họ cũng ấm lòng. Có nghe cái cục đấy, có tiếng gì nghe cái đụng mà sao kìa? Không ở trên này nè. Không, ngoài sao? Dạ. Sao đây, ngoài sao phải không? Em nghe phải không? Ra đây. Ê, sao mình mới vừa mời cái thuốc xong rồi có cái tiếng bụt lên ta đó? Mấy anh em mình đang mới vừa mời nha, là có cái tiếng giống như là con gì nó kêu kìa. Ôi, con nhiều kêu. Về chưa ngày quan hệ cho anh em tụi con nha. Im nhanh nghe. Mình đứng đây hồi nghe tiếng thôi. Ôi, lưng em nổi đau cục luôn. Em lặng yên nghe tiếng nè. Chết nghe đó. Biết. Không, anh em mình di chuyển ra phòng khách là bắt đầu có thể là có tiếng nữa đó. Dạ. Có nghe không? Có, rõ ràng nghe cái tiếng giống như là... Nghe siêu siêu. Ủa mà cái này là cái gì vậy ta? Mấy cái vết này vết gì vậy? Máu. Cái gì? Máu người ta. Gì không? Cái gì máu người ta? Con. Chứ không phải đây em ơi. Ê, đừng. Không đâu. Bẩn gì á. Cái này mũ cái gì em ơi. Chứ đâu mà có ấy đây vậy. Dạ. Đâu phải vô quán gì đâu mà có đó không? Có đồ cúng hoa nữa trời. Hoa cúng hoa cúng gì vậy đó. Không nghe, mình đã nghe cái tiếng là giống như cái tiếng cào trên cái tường á. À. Không phải là riêng hai anh em mình nghe đâu nha. Dạ. Có cả anh lại nghe nữa nè. Dạ. Hết hồn nữa. Mấy trẻ. Trắng nhà hoang này. Cái chiếc này. Cái tiếng là nít nghe, còn cái tiếng cục cái tiếng đụng đụng nè. Đó thấy không? À biết rồi. Mẹ nên người ta ông người xây nhà mới biết ông e bà mới biết á, nó chơi gì á. Mà con không biết gì. Yếm yếm hả? Là bông gì trên móc nhà mình á, trời mưa á, ông trời bao trời mưa mình á. Nó đất tức là trời mưa rồi có. À trời gặm hả? Trời gặm á. Không phải em. Không phải. Cái tiếng này giống như là ai gõ cho tiếc hay là tực phong. Nó nói là cọc 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 đó. Cọc cấn là không có nắng nha, nếu mà nắng thì tôn nó vẫn nở, không phải cái này có nắng. Không phải dây nhiệt không? Không phải dạ. Nha, không phải không? Không, giống như có người đây á. Là từ lúc mà mình mở đi thuốc xong đó. Thì đó mà mình mời thuốc là có cái tiếng gì ở sau á, mà sao nhà sau á. À, bây giờ mình đi vô sang nhà sau cái nữa nè. Đi sao thấy em đi mà em nói không sợ mà sao em dội sao em? Đi tu rồi không sợ. Không, anh hiểu nhưng mà em có cái cảm giác gì đó em hơi bị... Không, chưa vô là giật mình á. Vô là giật mình. Thôi mình đi tiếp đi. Dạ. Có ba anh em mình cũng không có gì đánh đổi ban ngày mà. Nếu mà ban đêm em dám vô đây không? Chưa đi chúng nó là giật mình á. Nhưng mà em dám vô ban đêm không nè? Ban đêm á? À. Đi ban đêm mà... đi theo dao á,
có dao đi theo ngủ. Không, mình đi bình thường luôn à? Bình thường á. Ừ. Anh muốn đi phải không? Mà em dám đi không? Muốn đi luôn á. Vì em cũng muốn khám phá về dạ. những cái chuyện tâm linh luôn hả? Có gì không? Bình thường. Mình bước ra sau, bước sau coi dạ. có tiếng động hay có ai đây không, hay chọc mình không á? Sự là không có ai hết á. Sao mà có tiếng đùng 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 nè, có nhà sao không biết có ai không? Đâu, kêu có ai không em? Khi mấy người đi gãy. Chim hát á. Khi mấy người đi ruộng người ta nhát mình không? Ê, bên đó có cái gì nè em ơi? À, ôi tôn người ta dừng vết lên hết nữa. Ê, ở đây có dâu tầm ăn nữa nè mà. Dâu tầm ăn có trái nhóc chân kìa. Ờ, trái hơn. Dâu tầm ăn nè. Đâu anh? Nè. Nè em đúng cái gà dâu tầm ăn là gì vậy? Ờ, ý là cái gì vậy? Cái dâu tầm... trái này là trị bệnh đó. Dâu tầm ăn này có thể là trừ tà, trừ ma gì đó nha. Nghe dạ. nhiều ông bà lớn, những khán giả người ta bình luận cô chú chị nói đó mà mình không biết sao. Hình như hồi nãy em có thấy phía trước nhà có một cây nữa. Rồi ở đây một cây nữa, có khi nào là cái nhà này cháy quá rồi người ta trồng luôn không? Nè cái gốc bự chà bá thật rồi. Ủa cây chà bá chưa? Nãy giờ em đi. Đó. Cây này nhiều năm lắm đó. Có khi nào người ta ở không được, người ta đem gì ta trồng không ta? Đó trồng rồi nhưng mà ở không được hay sao? Hồi nãy phía trước nhà em thấy có một cây nữa. Dạ. Dạ. Có trái này, trái bự lắm nè. Có thuốc không? Cho con, cho em xin biếu cho bất lạnh. em nói em không biết hút mà sao giờ hút cho biếu bất lạnh. Hút cho bất lạnh. Sao em nói bữa nay anh mệt nha, là em không có chịu em nói không, mà tự nhiên vô đây rồi tự nhiên sao không, em không biết hút cảm cảm giác em lúc này sao rồi? Nay em là nói không biết. Dạ. Ôi, có lượng gió. Thấy gió là gì thấy không? Ừ, lạnh là lạnh. Ôi sao gió này lạnh quá vậy? Sao lạnh đánh à? Vô đó là thấy lạnh à. Sao mà em làm anh ớn với em? Em mà ngủ ở đây á. Cái tiếng anh không? Anh. Dạ anh. Nghe. Đó. Không tiếng gần của ai vậy thằng? Em muốn nói gì em nói ra đó. Em mà ngủ ở đây á, gặp nó là em là anh một tiếng đem về nhà luôn. Xỉu luôn hả gì? Dạ. Mà em không sợ là em cháu của ông bên kia làm thầy á. Làm thầy, sợ thầy bùa nhưng mà giờ tìm thôi. Xin xin tớ rồi. Ủa lộn rồi, đi bên này chứ. Thì bên trái em. Sao em làm anh hồi hộp với em? Dạ. Tự nhiên em làm cái hành động kỳ quá, hôm nay thấy em rất là bình tĩnh bình thường, em á là không sợ gì hết, tự nhiên vô đây nó lạnh quá rồi xin nước hút khúc luôn. Lại đó. Lạnh á, cảm giác nãy giờ lạnh không? Em là anh là ốc cục nổi nè. Ốc nãy giờ đó, thấy chưa? Không, nhưng mà phải đi từ từ. Nãy giờ có nghe tiếng khóc bên cái lùm này không? Bây giờ nè, bây giờ anh em mình xây hướng này đi, đặt máy qua thế này là nghe cái tiếng thử coi cho chú anh chị á. Có cái ốc này không sao đâu. Ê, có gì em nhìn sau lưng tiếp anh nha. Nhìn tiếp nha. Gặp gì la làng cái là anh chạy đó. Ê mà lỡ gì rồi em có chạy bỏ anh không? Buổi tối này không sợ, buổi chiều không sợ đâu, là tối mới có. Tối mới xuất hiện à? Mà tối mới xuất hiện. Rồi có khi nào vào ban ngày người ta gặp gì không em? Ban bé. Dạ. Ban ngày á, ban ngày giống gì nè? Ban ngày đi cho chơi đánh á trời. Gì? Nó đi gặp, đi vang vang nó ông chơi đánh á. Là mình đi có thể là chúng mình ha. Chúng mình nên ông chơi đánh liền á. Anh mà trời mưa á, nói anh em dặn mấy anh đừng đi chọc trong cây á, trời mưa á. Trời mưa đi vô trong cây là mà vô đó là xâm xét bắn chung mình chết luôn á. À rồi các em phiền không có nên trời mưa đứng vô gần bụi cây to. Bụi cây á. Ông già từng nói lắm. Mới lần đó giống có ai nhìn mình với cái góc cửa này nhìn nè. Dùm không thấy à? Không, nhưng mà tự nhiên mình đang đứng vậy đó, trong đó đó. Đó, nghe không? Mấy anh đừng có biết. Đây là cô bà mới biết á. bà ông già mới biết. Đó, đây là báo gì á? À, người ta báo hiệu cho mình. Có hiệu cho mình. Có những dạ, người ta. Nhà nào bỏ cũng vậy á. Nhà bỏ qua cũng gì hết. Ừ, nghe tiếng đó là nhà mình. Ủa? Thấy không? Ủa, thấy không? Thôi đi ra ngoài đi anh. Ờ, rút rồi, rút rồi đi em ơi. Không, trên nóc nhà nhưng không có cây nào trên. Ở trên nha. Ở đây mình ra ngoài coi có cây nào trên.
Đi đi. Nè, người ta chứng rồi. Trời trời, mới thì nè anh ơi. Nè chưa? Mới thức thấy không? Ừ. Mới thức thì luôn á. Không bao giờ cái tiếng động phát ra từ ngoài sau đó, em thấy chưa? Nó ngoài sau là ngoài sau. Không ai, không ai ở nó u ám gì á. Mà thấy, em thấy không? Anh, bên đây là mình nghe sự từ ngoài sau chứ không phải ngoài trước đâu nha. Dạ, u ám. Thôi, giờ anh em mình rút rút ra ngoài đây đi. Sẵn anh coi bên hông có gì ta. À, những cái nhánh cây ông ơi. Từ chảo bao. Không phải đâu, ở phía sau mà. Ở phía sau làm gì có cây. Đây có cái mùi vậy thôi vậy ta. Đây nè, anh nhìn nè, ở phía sau đâu có cây đâu. Đúng chưa? Không có cây nào hết trơn. Đúng rồi, cái từ. Có phạm vi từ cái cột này đi ra thôi. Cái tàu cây á. Là chỉ cái từ cái mấy cột đó. Đây có cái mùi vậy thôi ông ơi. Không biết luôn. Lụm gì? Cây u môi nè. Quá là bự à. Sao em làm anh lớn quá em ơi. Chắc anh em mình di chuyển ra hay sao, hay là vô trong khám phá xíu nữa. Nghe được tiếng động hay sao? Tính sao? Không biết nữa. Ê, em muốn ở đây nữa chút xíu nữa hay là anh em mình đi ra? Đi nhà bên kia không? Nhà ba bên kia. Mới hay á, mới clip hay. Nhà bên kia có nữa hả? Dạ. Không, anh ý anh muốn là cho bà con người ta thấy được sự tâm linh ở đây nè. Bây giờ vô mình bước vô trong nhà, ở trong nhà giữa đi. Trong nhà giữa đi. Lầm cũ dữ lắm luôn, gần đường xe chạy luôn nha. Các vị các ngài ơi, chắc anh em tụi con cũng biết là cái sự hiện diện của các vị các ngài ở trong cái ngôi nhà này. Đó. Tiếng sạc nữa đó. Vừa nói là tới là cũng như nhắc tới là người ta báo hiệu có người ta đây. Nếu như ta cho mình biết thì nhà người ta bỏ gì á. Mình nhà mình bình thường á, người ta cũng nhang là yên tĩnh á, không có gì lúc nhai hết trơn. Ngày á. Ừ, anh hiểu rồi. Thì chắc gì không? Nãy giờ em mới để ý luôn. Ê, có cái hình gì không ơi? Nhà giống như có một cái hình gì đó. Nè. Bà tóc á. Anh hình tượng đi, tóc nó hai bên nó sừng, hai bên không lên vậy nè. Đúng rồi, đúng rồi. Anh thấy à? Cô chú anh chị thấy được, cô chú anh chị giúp cho mình cái bình luận là cái gà cái gì nè cô chú anh chị. Mày cũng như nhà luôn chứ. Đúng rồi. Có này cũng như là những vết bụi, vết dơ gì đó không biết, nhưng mà tạo ra một cái hình thù rất là lạ mắt. Cô chú anh chị thấy được thì giúp cho mình cái bình luận chăm dò lên nè. Chăm camera. Sơn vô là đã thấy rõ nha. Camera các cô chú chị thấy rõ nha. Không, mình thấy ớn, mình đừng nên nói nha. Cái gì vậy? Đây cái này cái để bùa ngại gì không em? Cái này cái gì ta? Cây nhện nhện á. Cái gì? Nấm á. Đâu phải em, cái này cái gì á? Nó chéo nè. Cho anh tường luôn kìa. Ồ, này đâu đi em. Thôi đừng lấy, đừng có lấy em. Không nên đụng mấy cái. Em đừng có đụng tới những cái vật dụng gì đó người ta bỏ lại. Dạ. Nhiều khi những cái đó, những cái bùa, những cái ngải gì đó mình đụng vô sẽ không tốt cho mình đâu đó. Nè, bây giờ em coi cái hình này em thấy được gì không nè, chỗ này nè. Hình này phải không? Ừ. Giống bẩn á, người ta chùi tay chùi gì á. Nhưng mà nó có một cái gì đó nha, chắc em không thấy đâu. Chắc anh em mình xin phép đi ra đây mấy anh em ơi. Ở đây nó cảm giác nó lạnh quá. Xin phép gia chủ nó ra đây nhập đây. Nếu này con có đến đây phiền tội hay là quấy rối hay là làm gì sai thì mong quý vị mấy ngài ở đây đồng lòng tha thứ bỏ qua cho mấy anh em con có mặt ngày hôm nay tại đây. Dạ. Giờ mấy anh em mình rút ra đây mấy. Chắc video của mình sẽ kết thúc ở đây cô chú anh chị ơi. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo nha. Cảm ơn rất là nhiều nha, đã chia sẻ những cái câu chuyện và dắt mấy anh em đi vô tận cái ngôi nhà. Giờ anh đi tiếp không? Đi em, mình sẽ đi quanh kia đó. Cũng cảm ơn anh đã dẫn mấy anh em vào để khám phá, chia sẻ với bà con nha. Dạ. Thì bây giờ hiện tại là mình chuẩn bị đi thêm một căn nhà nữa đúng không? Dạ. Rồi thì xin mời bà con hãy tiếp tục xem cái hành trình tiếp theo nha. Xin mến chào và hẹn gặp lại cô bác ơi. Thì video của mình sẽ khép lại đây cô chú anh chị ơi. Hẹn cô chú anh chị video tiếp theo của mình qua bên cái căn nhà kia. Em nói là có ma khủng khiếp hơn căn nhà này nữa. Mình sẽ đi tiếp bên kia em. Dạ. Nãy giờ vô hay hỏi thiệt là em sợ không? Không sợ. Không mà. Dạ. Cái anh làm sợ đó nha.